yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop thì video ngày hôm nay em sẽ bật mí tới các anh một chiếc bật lửa đang hot nhất hiện nay luôn các anh nhá. Thì video ngày hôm nay em và các anh chúng ta sẽ cùng đi xem là mẫu bật lửa siêu hot đấy có gì đặc biệt cũng như là có gì khác biệt các anh nhá. Một chiếc bật lửa đến từ thương hiệu Zippo, một phiên bản kỷ niệm 88 năm của Zippo, một bản giới hạn luôn các anh nha. Với mã hàng là ZBT2147, mã sản phẩm thì em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng các anh vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng tránh mất thời gian của các anh nha. Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi xem là mẫu bật lửa siêu hot này có gì đặc biệt các anh nhá. Wow, đầu tiên là một phiên bản có gam màu đỏ các anh nha. Với mã hàng này thì chúng ta có hai phiên bản màu sắc để lựa chọn, đó chính là gam màu đỏ và gam màu vàng các anh nha. Rất đẹp luôn, một gam màu rất là nổi bật cũng như là ấn tượng, và một gam màu thì cực kỳ là sang trọng và đẹp mắt luôn, rất là đẹp. Thì sau đây em sẽ đi đến từng màu sắc để các anh có thể quan sát chi tiết và sắc nét hơn các anh nhé. Thì mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của hai em siêu phẩm này các anh nha. Rất là đẹp và cũng như là cực kỳ là đẹp luôn. Hai mẫu phiên bản kỷ niệm 88 năm của Zippo. 88 năm kỷ niệm Zippo rất là đẹp đúng không ạ? Các anh có thể quan sát các chi tiết cũng như là góc cạnh của hai em Zippo này. Rất là đẹp mắt và cũng như là cực kỳ là đẳng cấp luôn. Rất là đẹp đúng không ạ? Gam màu đỏ may mắn, cực kỳ đẹp luôn. Chất liệu chrome cũng như là cốt đồng và được sơn tích điện cực kỳ đẹp mắt đúng không ạ? 88 năm. Từ năm 1932 đến năm 2020. Logo của Zippo số 8 ạ, rất là đẹp. Cực kỳ là đẹp luôn ạ. Tiếp theo thì em sẽ đi đến gam màu vàng các anh nhá. Gam màu vàng, một gam màu rất sang trọng cũng như là cực kỳ là đẹp mắt luôn. Chất liệu cũng được làm bằng chrome và cốt đồng cũng như là sơn tích điện các anh nhá. Mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của gam màu vàng này giúp em. Rất là đẹp đúng không ạ? Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi đến phần bên trong các anh nhá. Ambe Shop thì cam kết là cung cấp Zippo chính hãng nên là các anh hoàn toàn yên tâm để có thể lựa chọn và sở hữu các anh nhá. Ruột màu bạc các anh nhá, ruột màu bạc ạ. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp và giá trị sử dụng cũng rất là cao. Các anh có thể quan sát mộc đáy. Mộc đáy là mộc đáy lồi các anh nha. Mộc đáy lồi. Thì sau đây em sẽ thử test tiếng kêu của em Zippo kỷ niệm 88 năm này các anh nhá. Tiếng kêu rất là hay đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Một sự lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho những anh chàng đam mê lửa. Chắc chắn là các anh không thể nào bỏ lỡ được đúng không ạ? Đây là một mẫu bật lửa đang hot nhất hiện nay luôn. Được rất là nhiều anh tìm kiếm cũng như là săn đón cũng như là đã sở hữu rồi đấy ạ. Rất là đẹp, cũng như cực kỳ là giá trị và ý nghĩa luôn. Rất là đẹp luôn. Bộ đôi này thì các anh có thể lựa chọn để làm quà tặng người bạn chí cốt của mình. Mỗi người một chiếc rất là đẹp cũng như là cực kỳ là ý nghĩa đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Đến chiếc bật lửa còn có cặp có đôi thì lý do gì mà chúng ta không sở hữu đúng không ạ? Một bộ đôi Zippo tuyệt vời như thế này thì các anh sưu tầm chắc chắn là mình không thể nào mà bỏ lỡ được đúng không ạ? Rất đẹp cũng như là rất là sang trọng và cực kỳ là ý nghĩa luôn. Kỷ niệm 88 năm Zippo, rất là đẹp. Thì em lưu ý với các anh một chút xíu là bộ đôi này thì bao gồm hai chiếc, một đỏ và vàng, và sẽ đóng gói theo set và số lượng rất là ít, có đánh số thứ tự thể hiện phiên bản limited. Ở bộ set đôi thì có được tặng kèm theo huy hiệu, tuy nhiên thì giá thành khá là cao, thì các anh cần đặt trước. Nếu mà mình thích cái set đôi này thì mình hãy liên hệ cho tư vấn viên các anh nha. Còn nếu mà mình mua lẻ một chiếc thì sẽ có sản phẩm riêng lẻ, đóng gói riêng và không giới hạn số lượng các anh nhé. Và không giới hạn số lượng ạ. Mua hai chiếc lẻ thì có giá tốt hơn. Thì các anh cũng có thể lựa chọn hai chiếc lẻ như trên video em đang giới thiệu các anh nha. Rất là đẹp đúng không ạ?
Anh nào mà kết bộ đôi này cũng như là mình kết một trong hai chiếc này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Amen Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.